Sao không gọi Mạc? Thank you.
nhớ 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 anh Bảo ơi, cậu chú phải đi đi như này cho anh nhé. Bảo vợ nữa đi mời lễ bàn một đi. Cảm ơn chị, chú hay, chú hay. Không, sau sau rồi đông đông tí rồi đi mình đi. Vâng, hay. Dạ. Đây, mời các chú. Ôi dồi, cuộc sống rất là mập mạp. Sau khi vừa xuống chân thì các vị khách quý cùng đến với chương trình thăm hỏi của thành đoàn và thả lỏng chương trình tâm đi khắp đồi núi trời và sản xuất thêm cùng người thân theo xa hai vị còn trên hai chung chiều xa giờ người đông khách người đông để em chờ em đợi đi chung chiều xa khi giờ ở đâu. Sau đây xin kính mời toàn thể các vị khách quý để trở lại chúc ta đến với bài hát trong trang sử người đông để đến và quan tâm một chút. Rớt rượu ra các em.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chính quyền, nhân dân cấp và sự đồng ý của anh gia đình hai họ
hôm nay ngày lành thánh tốt của nhà trai tôi nhầu xin đón dâu thay mặt các bác cùng các bà và nhà gái tôi xin trân trọng giới thiệu đầy đủ các cô các ông các bà các đồ các bà cũng như cô gì chú bác bạn bè bạn cháu cũng có mặt đón và đưa cháu vào nhà trai hôm nay xin thay mặt các cùng các ông các bà và nhà gái xin chân thành cảm ơn và chúc các cụ các bà các niên mọi người khác mạnh khỏe xin chào tạm biệt. Vâng ạ, kính thưa hai vị khách mời, quan hai vị khách mời kính mến, và vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe ông trưởng đoàn của nhà trai phát biểu xin đón dâu, và chúng ta cũng vừa được lắng nghe và cụ đại diện trưởng đoàn cho đám cưới đã chấp thuận cho phái đoàn nhà trai xin được dâng cây trầu, dâng lễ để xin phái đoàn nhà gái để được đón cô dâu cưới hoài về phía nhà trai để làm lễ. Và ngay bây giờ xin trân trọng kính mời đại diện của nhà trai sẽ trao cái cây trầu cho phái đoàn đại diện của nhà gái, xin trân trọng kính mời để làm lễ gia tiên. Vâng, xin mời ạ. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo thật lớn đi ạ. Xin cảm ơn. Và chắc chắn rồi, ngay bây giờ cây trầu và xin trân trọng kính mời trưởng họ, đó là một anh lòng thật bình minh. Thật.
Là số 7 nào, đến gần nào. Sẽ tiến lên sân khấu để trao quà hai cháu, cũng như là chúc phúc cho hai cháu. Và xin được thay mặt cho hai bạn Danh Tuấn và Tuấn Hoàng của chúng ta xin được chân thành cảm ơn bác và dì của cô dâu rất là nhiều gửi tới hai cháu những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cũng như những món quà dành cho hai cháu. Xin được cảm ơn. Sẽ trao quà cho hai em cũng như những lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho hai em trong ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời những tình cảm, người thân, những lời chúc phúc tốt đẹp nhất của toàn thể quý vị. Chị áo trắng này chưa chồng đâu. Chúc chúc lại cho chị áo trắng này chưa chồng đâu. Rất là tuyệt vời. Let me put.
một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đắt tặng, đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió, em có mang chiếc váy điệu cùng anh nhau. Chào em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh gần đôi. Anh có yêu em không? Là ngày mà đất trời giao thoa, làm ấm lại thêm tình hội tụ. Và như tất cả mọi người chúng ta đều biết rằng hôn nhân là kết quả của một tình yêu đẹp, là quy luật sinh tồn và phát triển của xã hội loài người chúng ta. Được sự tác hợp hai bên gia đình, hai bên họ tộc, hôm nay quý vị có mặt tại đây để cùng chứng kiến và chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn Danh Tuấn và Nguyễn Hoài của chúng ta. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật lớn cùng đón chào sự hiện diện của đôi Uyên Ương, Danh Tuấn và Nguyễn Hoài.
vâng thưa quý vị, và lúc này tại trung tâm sân khấu là sự hiện diện của hai nhân vật chính trong bữa tiệc ngày hôm nay, đó là hai bạn Danh Tuấn và Nguyễn Hoài của chúng ta. Xin được ra mắt cũng như cúi chào toàn thể quý vị. Và tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời đại diện gia đình nhà trai cũng như nhà gái cùng nắm tay nhau sẽ tiến lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị quan khách trong ngày hôm nay. Xin mời. Và quý vị ơi, chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật lớn cùng đón chào đi ạ. Và rất là tuyệt vời, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And love, my love, holding on forever, reaching for the world. Vâng thưa quý vị, và lúc này tại trung tâm sân khấu là sự hiện diện đại diện cho gia đình nhà trai cũng như nhà gái, và sự hiện diện của hai nhân vật chính trong bữa tiệc ngày hôm nay đó là hai bạn Danh Tuấn và Nguyễn Hoài của chúng ta. Và một lần nữa xin được ra mắt cũng như cúi chào toàn thể quan viên hai họ. Kính thưa quý vị, và trong ngày vui hôm nay thì những ánh mắt, những nụ cười cũng như những lời chúc phúc của quý vị dành tặng cho hai bạn Danh Tuấn và Nguyễn Hoài là những món quà vô cùng quý giá mà quý vị dành tặng cho hai bạn Danh Tuấn và Nguyễn Hoài ngày hôm nay. Và ít phút vừa trước thì quý vị vừa được lắng nghe tại tư gia nhà gái, chúng ta vừa được lắng nghe những lời phát biểu của phái đoàn nhà trai đã thưa chuyện với các cụ, các ông, các bà. Xin được đón cô dâu Nguyễn Hoài về phía nhà trai để tổ chức lễ thành hôn. Và ngay hôm nay tại lễ thành hôn, đại lễ ngày hôm nay tại tư gia nhà trai, thì ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời ông trưởng đoàn nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu tới toàn thể quan viên đại họ cũng như là giao dâu cho phái đoàn nhà trai của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan viên họ nhà trai, tôi xin thay mặt cho tất cả các cụ, các ông, các bà bên nội cũng như bên ngoài họ tộc nhà gái chúng tôi, xin gửi đến các cụ, các ông, các bà, quan viên họ nhà trai lời chào và lời chúc sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, qua quá trình hai cháu tìm hiểu được sự đồng ý của hai gia đình, hai họ và chính quyền địa phương hai nơi, hôm nay ngày lành tháng tốt, họ nhà trai đã xin cháu về làm dâu, làm con của các cụ, các ông, các bà. Không biết nói gì hơn, xin trân trọng cảm ơn. Có mặt trong buổi đưa cháu về nhà chồng hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có tất cả các cô, dì, chú, bác, anh em trong nội và ngoại tộc của họ nhà gái chúng tôi cũng có mặt đầy đủ trong buổi đưa cháu về nhà chồng hôm nay. Đặc biệt là có bố cháu là cô con gái út, cho nên là cũng là đưa cháu về nhà chồng hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, trai khôn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng. Cháu thì được bố mẹ nuôi ăn học, đến giờ đã đi công tác. Trong quá trình ăn ở nhà, bây giờ cháu bước chân ra làm dâu làm con của các cụ. Rất mong các cụ, các ông, các bà dạy bảo thêm cháu làm sao cho dâu hiền, dễ thảo. Cuối cùng, không biết nói gì hơn, xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Chúc toàn thể hồi hôn thành công tốt đẹp. Chúc tất cả các cụ, các ông, các bà họ nhà trai mạnh khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn ông trưởng đoàn nhà gái đã có đôi lời phát biểu cũng như là những lời dặn dò và lời giao dâu cho các cụ, các ông, các bà cũng như toàn thể quan viên đoàn nhà trai. Và đáp lại những lời phát biểu đó thì ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời trưởng đoàn nhà trai cũng có đôi lời phát biểu cũng như là tiếp nhận những lời phát biểu của phái đoàn nhà gái. Xin được kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà,
anh chị em, cô dì chú bác, bạn bè của hai bên của các cháu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, bạn bè của hai cháu đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến để dự lễ thành hôn cho các cháu. Cảm ơn lời phát biểu chân tình đầy ý nghĩa của ông trưởng bàn họ nhà gái. Giờ này đây, chúng tôi thay mặt cho họ nhà trai xin nhận cô dâu Nguyễn Hoài về làm dâu con gia đập họ chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, và mời quý vị uống nước, xơi trà, xơi bánh kẹo để chung vui hạnh phúc cùng các cháu. Xin cảm ơn. Chắc chắn rồi, chúng ta vừa được lắng nghe trưởng đoàn nhà gái phát biểu giao dâu, và chúng ta cũng vừa được lắng nghe trưởng đoàn nhà trai tiếp nhận và kể từ ngày hôm nay đón nhận cô dâu Nguyễn Hoài là con, là cháu dâu của gia đình nhà trai của chúng tôi. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng đi ạ. Xin cảm ơn. Và được sự đồng ý của hai bên gia đình thì ngay bây giờ xin mời hai bạn Danh Tuấn và Nguyễn Hoài cùng tiến lên phía trước, cùng chính thức chào nhận cưới cho nhau. Ngày chờ đến mong em giống như một món quà, hãy làm vợ anh nha, ta bên nhau đến già, tình yêu ấy sẽ đưa ta đi thật xa. Dù không, thưa quý vị, và cùng với lời hẹn ước phu thê trăm năm hạnh phúc, đôi nhân cưới là sự trao đổi của hai tâm hồn, hai trái tim hòa cung chung cùng nhịp đập, là minh chứng vĩnh cửu cho một mối tình và hạnh phúc lứa đôi. Vâng, thưa quý vị, và trong giờ phút trang trọng này, tôi xin được trịnh trọng tuyên bố, kể từ giây phút này, hai bạn Danh Tuấn và Nguyễn Hoài của chúng ta chính thức thành vợ chồng. Và một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Hai cháu nhìn nhau khép bánh nào, cười tươi thế đấy. Thế một người hai cháu. Tell me where do I find. Trên cùng nào, khác một tí nữa mà nhìn nhau nào. Nhìn nhau nào ấy, có thể đây nhìn nhau cười tươi lên nào. Và một tràng pháo tay thật lớn ở dưới đi ạ, để chúc mừng anh cùng hai cháu đi ạ. Rất là tuyệt vời. Và tiếp theo xin mời hai cháu cùng nắm tay nhau, cùng tiến về tháp diều xung quanh, cùng tay trong tay. Ôi thưa quý vị, và diều xung quanh đang tuôn trào trên tháp ly, như tình yêu hai bạn Danh Tuấn và Nguyễn Hoài của chúng ta đang được tuôn trào, đang được thăng hoa đến đỉnh điểm hạnh phúc. Và quý vị ơi, chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc phúc cho hai bạn Danh Tuấn và Nguyễn Hoài của chúng ta. Và cho phép chú xin được thay mặt cho ban tổ chức cũng như xin được thay mặt cho toàn thể gia đình nhà trai và nhà gái chúc cho hai cháu Danh Tuấn và Nguyễn Hoài trăm năm tình viên mãn, mặt đầu nghĩa phu thê. Vâng, thưa quý vị, và để tỏ lòng thành kính đối với những đấng sinh thành thì ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể cùng dâng lên bố mẹ của mình những ly rượu để tỏ lòng thành kính với mình trong ngày đại lễ hôm nay. Thông gia mãi mãi bền lâu, xin mời gia đình chúng đi vào giữa đi ạ, để chúc cho tình thông gia bền chặt kể từ ngày hôm nay. Và quý vị phía dưới đó, chúng ta một lần nữa dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc cho đại gia đình cũng như cô dâu và chú rể của chúng ta trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Đón dâu tại tư gia nhà gái thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã đón nhận được rất rất nhiều những lời chúc phúc cũng như những món quà từ bố mẹ cũng như các bác, các dì, các cô cũng như anh chị em trong nhà gái đã dành tặng cho hai bạn Danh Tuấn và Nguyễn Hoài. Và ngày hôm nay tại thư gia, tại đại lễ thành hôn ngày hôm nay thì ngay bây giờ xin mời bố mẹ của chú rể Danh Tuấn hãy dành cho hai con mình những món quà cũng như những lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho hai con mình trong ngày hôm nay. Sau bố mẹ thì xin được trân trọng kính mời các già, các dì, ông bà, những người thân trong gia đình nhà trai chuẩn bị sẵn sàng những món quà của mình để dành tặng hai bạn Danh Tuấn và Nguyễn Hoài ngày hôm nay.
Và trong ngày vui hai con thì bố mẹ dành tặng cho hai con những món quà cũng như những lời chúc phúc tốt đẹp nhất của bố mẹ dành cho hai con sẽ là tiền đề cho hai bạn Danh Tuấn và Nguyễn Hoài cùng chính thức nắm tay nhau bước trên con đường xây dựng hạnh phúc trăm năm của mình. Xin chân thành cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng đi ạ. Và tiếp theo thì xin được trân trọng kính mời ông bà ngoại của chú rể Danh Tuấn bà thì ông ra đi một ngày ngay bây giờ, xin mời ông. Ông sẽ đại diện cho bà cũng như là hai ông bà. Ông sẽ tiến lên sân khấu để chúc phúc cho hai cháu cũng như dành tặng cho hai cháu những món quà mà ông bà muốn dành tặng cho hai cháu trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông ngoại. Sau ông ngoại của chú rể thì vâng, xin mời Danh Tuấn cũng chuẩn bị sẵn sàng ạ. Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn ông, chúc ông mạnh khỏe, ông ngoại. Và xin mời bà ngoại ạ. Xin mời bà ngoại, dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều, xong ạ. Dạ, xin mời ông. Xin mời bà ngoại. Và tiến lên dành tặng hai cháu. Và xin cảm ơn bà rất nhiều. Và tiếp theo thì xin mời các già, các dì sẽ lên sân khấu để dành tặng cho hai cháu những món quà. Xin chân thành cảm ơn bà rất là nhiều. Xin mời, xin mời. Chúng ta sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng nhanh ạ, dạ. Sau các già, các dì thì xin được trân trọng kính mời em gái của chú rể chuẩn bị sẵn sàng những món quà của mình sẽ tiến lên sân khấu để trao quà cho anh chị trong ngày hôm nay. Các bạn nhỏ nào, xin mời các bạn. Xin mời. Xin mời. Những người ở trong các chị đứng và chụp ảnh nào. Vâng, xin cảm ơn già và già nuôi anh dì rất là nhiều những món quà như là chúc phúc tốt đẹp nhất. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các bác ruột của cháu Tuấn ạ. Xin mời các bác lên nhà nội và cháu Tuấn sẽ tiến lên sân khấu để dành tặng cho hai cháu những món quà trong ngày hôm nay với những lời chúc tốt đẹp nhất của các bác. Xin mời các bác ạ. Dạ, xin mời các bác. Và chú rể sẽ dành tặng cho hai cháu những món quà cũng như những lời chúc phúc tốt đẹp nhất của các bác. Vâng, xin mời các bác các cô ạ. Dạ vâng, xin mời các bác các cô. Và tiếp theo xin mời bác và cô của chú rể Danh Tuấn sẽ tiến lên sân khấu để trao cho hai cháu những món quà trong ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời những tình cảm của các bác các cô trong ngày vui, ngày phúc của hai cháu ngày hôm nay. Những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cũng như những món quà sẽ là tiền đề cho hai bạn Danh Tuấn ở bên ngoài cùng chính thức nắm tay nhau bước trên con đường xây dựng hạnh phúc trăm năm của mình. Và tiếp theo thì xin mời hai em em Dũng và em Bông sẽ tiến lên sân khấu để trao quà cho anh chị. Và em gái của chú rể Danh Tuấn đâu rồi ạ? Cũng chuẩn bị sẵn sàng đi ạ. Em gái đâu? Lên cùng với lại em Tuấn ạ. Vâng, xin mời em trai. Em Dũng là em trai của chú rể Danh Tuấn, em Bống là em gái của chú rể Danh Tuấn. Ngày hôm nay hạnh phúc anh chị trao được món quà cho anh chị. Xin cảm ơn. Và tiếp theo xin được mời em gái của chú rể Danh Tuấn, em họ sẽ tiến lên sân khấu để trao cho anh chị mình những món quà. Vâng, và tiếp theo xin được trân trọng kính mời các anh, các chị, con nhà, chú, bác, ruột của chú rể Danh Tuấn đâu ạ? Xin mời ạ. Các anh, các chị, các anh, các chị, con nhà, bác, ruột của chú rể Danh Tuấn, các anh, các chị sẽ tiến lên sân khấu để sau tặng cho hai em mình những món quà.
Bác Lý đó bạn, đang là Bác Lý. Bác Lý cũng là một người bác rất là thân thiết. À đợi một chút, em chuẩn bị sẵn sàng rồi, từ. Chị đợi một chút, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Vâng vâng, mời chào Bác Lý. Rất cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn. Cảm ơn những tình cảm của gia đình. Vâng, xin cảm ơn các anh, các chị, con nhà bác ruột của chú rể Thanh Tuấn. Và các bây giờ xin mời vợ chồng Bác Lý đâu ạ. Xin Bác Lý nào, xin mời hai vợ chồng lên đi nào. Bác Lý rất là nhiệt tình, rất là yêu quý, nhưng mà lên sân khấu nó hơi bị nghẹn thùng đúng không ạ? Xin cảm ơn hai bác rất nhiều, những món quà mà bác dành tặng hai cháu. Xin cảm ơn. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn những tình cảm, những người thân, những gia đình. Xin cảm ơn. Và tiếp theo xin mời hai bạn cùng nắm tay nhau, cùng tiến về chiếc bánh cưới, cùng tay trong tay chia sẻ ngọt bùi bên nhau trong ngày này hôm nay. Nhanh nhẹn sắp xuân không thể tăng hơn lên đường. Ai cũng di sản đôi mình, nhìn từ lót cũng bơi mình. Nhậu sáng đi ngủ mất bao lâu, lòng phòng ăn ai lúc cài kim tiền núi có. Các cô, các bà cũng như bố mẹ của phái đoàn nhà gái sẽ tiến lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với lại cô dâu chú rể của chúng ta. Bây giờ thì xin yêu em về nhà, thương em mãi đến khi già.
thấy lòng thật bình 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 yên.